Lần đầu đi chơi này, lần đầu đi gần chơi chung đúng gũi. không? Vâng. Lần đầu ở chung. Lần đầu nói Lần chung trên đầu một chiếc giường. Lần đầu gối đầu vào cùng một chiếc gối. Trong cái đêm đó thì anh ấy như thế nào? Anh ấy cũng như cái lần nụ hôn đầu tiên, là anh ấy vừa phải, chẳng có gì quá cả, nó ở trong cái mức trung bình vừa phải, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Nhưng mà cái vừa phải đó em thích. Em thấy thích được. Nếu mà nó lố lên một chút xíu là liệu em có thích hay không? Em không biết nữa, tại vì ở trong cái câu chuyện tình dục nó khác. Có thể là với người này thì nó là hợp và vừa, có người kia thì nó lại là mạnh hơn và lôi cuống phóng khoáng, còn có người thì lại là lịch sự, bình tĩnh, chậm rãi, thì mỗi cái nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm khác nhau, nên là em cũng không biết là thực sự là mình thích cái gì, em chỉ thấy nó vừa vặn thôi. Vâng, em chào anh Xuân Thuận, chào chị Hồng Vân. Em chào anh chị và chào tất cả các bạn đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, em là Nam, năm nay em 33 tuổi. Công việc của Công Nam là việc của gì? em. Dạ, em đang làm về tài chính cho một công ty vận tải. Em đang sinh sống ở đâu Nam? Em mới chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn được 6 tháng. Còn em? Dạ, em là Giang và mọi người hay gọi em là Hana Giang Anh. Em là huấn luyện viên thể thao và là fitness influencer. Bây giờ mời hai em có thể nói cho, kể cho chương trình biết là hai em quen nhau như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đầu tiên là bọn em gặp nhau ở trên quán bar đang nhảy sập sình này. Thì va phải nhau. Hôm đấy lại rất tình cờ bởi vì cái đợt đấy công việc em hơi bận, ra rất lâu không đi chơi. Xong rồi lên đấy thì vợ em lại quen một người bạn trong hội mà lại đang đi một đội khác. Thế là đi qua thấy chỗ em vui hơn, thế là sang đây chơi luôn. Anh ấy lúc đấy có xin số điện thoại của em. Xong rồi em bảo là không, lấy làm gì. Thôi em nhảy tiếp, nhảy nhảy này. Rồi. Lúc đó em ấn tượng gì với bạn này? Chứ còn chị gặp vợ em đó là chị ấn tượng liền đó. Đó, đúng rồi vậy. Em ấn tượng lúc đầu là rất là vui tính, hòa đồng và cá tính. Đúng cái phong cách con gái em thích. Nhưng mà em xin số lần thứ ba mới cho. Sao Đến vậy? lúc đi về rồi mới cho. Tại vì mục đích của em không phải là để làm quen. Em không có nhu cầu làm quen vào thời điểm đấy. Lúc đó là bọn em mới chuyển đi ra một cái quán khác để chơi. Thế là sẽ ngồi xuống để chơi. Bọn em chơi trò win, quản tù tì, xem là ai thắng sẽ được hôn người thua. Và lúc đấy là tự nhiên là anh hôn em. Thế xong em thấy là hôn được đấy. Thế em cho số điện thoại. Hôn đâu mà được. Hôn miệng chứ á, chứ hôn đâu á. Tại Nói sao chung em là lại nó khá là vui. Với cái nụ hôn của anh này? Vì em thấy nó vừa vặn. Nó vừa vừa vặn. vặn. Vâng. Nó không có gì nó quá cả. Nó là một cái gì đấy nó rất là vừa vặn. Thế là em ấn tượng luôn. Em cho số xem như nào. Cô này thì cô thấy vừa vặn, nhưng mà em thì em thấy thì sao? Em thì là người có chủ định, vì trò đấy là em nghĩ ra. Em là Thành người ra nghĩ ra là hả? cảm giác của em là cảm giác chiến thắng thôi. Vậy là em tiếp tục con đường chinh phục của em với vợ em sau cái đêm đó. Đó. Thì hôm sau em có qua hẹn đi uống cà phê. Xong rồi hôm sau lại hẹn tiếp. Thì vợ em lúc đấy mới bảo là em là người tập trung vào công việc. Em chưa bao giờ quen anh nào mà cứ gặp nhau liên tục đâu. Thế là bọn em gặp nhau liền 3 tháng luôn, không nghỉ ngày nào. Nhưng mà trong 3 tháng đó em thấy anh này á, ảnh sao? Đối với em nó giống như là một cái gì đấy nó phù hợp và nó cứ cuốn đi ạ. Em cảm giác như là anh này có những cái thứ mà em thích và cần. Ví dụ như là trông em cá tính này thôi, nhưng thật ra em lại là một người có yêu cầu một cái sự truyền thống nhưng mà lại phải phá cách. Tức là em không thích các cái bạn có cùng độ tuổi, đồng trang lứa với em. Anh này hơn em 6 tuổi thì là một cái độ tuổi em cảm thấy là đủ trưởng thành để có nhiều cái khiến mình có thể khám phá. Và ngoài ra thì anh ấy làm trong một môi trường rất khác em, là môi trường nhà nước. Nên anh ấy sẽ chững chạc và già dặn, có những cái có thể lít được mình. Nhưng ngoài ra thì anh ấy lại rất là ham chơi, anh có những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Nên là em cảm giác anh rất là thú vị. Nên là em theo thôi. Thôi nói chung là hai người coi như làm khác ngành nghề nhau, cho nên là gặp nhau là đúng rồi, đúng không? Ai nhìn em cũng bảo là tại sao người yêu của mày phải là một anh 6 múi. Tại vì em làm huấn luyện viên mà. Phải là một anh 6 múi to. Đúng rồi. Chứ sao lại yêu anh như thế này, ai cũng thắc mắc hết à. Đúng rồi. Nhưng mà anh có dạn dĩ không? Dạn dĩ lắm chứ ạ. Nếu không dạn dĩ thì em nói thật là không thể yêu được em luôn. Đó. Ví dụ trong những cái chuyện như là anh có dám đề cập ngay và liền không? Dạ không, sẽ là một người mà mang tính chất là lãnh đạo nhưng mà lại tinh tế chứ không thô thiển. Nên là người ta sẽ không đề cập ngay
tất cả những cái chuyện như là hôn là em chờ mãi để được hôn, nhưng mà phải có khi phải một tháng mới được hôn, em không nhớ nữa, nhưng mà em nhớ là nó rất lâu. Luôn luôn là như thế, luôn luôn để em phải cảm thấy là phải chờ. Cái đó là chiến thuật của em hả hay sao? Em thấy nó vừa là chiến thuật mà vừa là kinh nghiệm nữa. Em nhận ra là ví dụ vợ em rất là cá tính và mà lại nhanh chán nữa. Có những người đi chơi vài lần kể cho em nghe thấy chán, em bảo không được, mình mà cái gì cũng dễ có quá thì chả mấy mà chán. Nên là ta cứ để dành đó, đúng không? Rồi sau đó tình cảm của các em nó phát triển như thế nào? Bao lâu thì hai đứa mới có những cái chuyến đi chơi xa? Bọn em được khoảng một tháng. Thì có chuyến đi đầu tiên là đi... Đi đâu nhỉ? Đi Nha Trang. À, đi Nha Trang. Là đi từ đâu vào Nha Trang? Dạ, bọn em ở Hà Nội mà. Thì đi được khoảng một tuần. Chuyến đi đấy có cái đặc biệt là lần đầu của nhiều thứ. Lần đầu của nhiều thứ. cái lần là đó. Đâu, chị nghĩ là lần đầu của một thứ thôi chứ sao nhiều thứ. Lần đầu đi chơi này, lần đầu gần đi chơi chung đúng không? Vâng. Lần đầu ở chung. Lần đầu... Nói chung trên một chiếc giường. Lần đầu gối đầu cùng một chiếc gối. Trong cái đêm đó thì anh ấy như thế nào? Anh ấy cũng như cái lần nụ hôn đầu tiên, là anh ấy vừa phải. Chẳng có gì quá cả. Nó ở trong cái mức trung bình vừa phải. Tất cả mọi thứ đều vừa phải. Nhưng mà cái vừa phải đó em thích? Em thấy thích được. Nếu mà nó lố lên một chút xíu là liệu em có thích hay không? Em không biết nữa. Tại vì ở trong cái câu chuyện tình dục nó khác. Có thể là với người này thì nó là hợp và vừa. Có người kia thì nó lại là mạnh hơn và lôi cuống phóng khoáng. Còn có người thì lại là lịch sự, bình tĩnh, chậm rãi. Thì mỗi cái nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm khác nhau. Nên là em cũng không biết là thực sự là mình thích cái gì. Em chỉ thấy nó vừa vặn thôi. Nó phù hợp. Với nam? Với em là hòa hợp đúng không? Vâng. Với nam thì sao? Cô ấy thế nào? Nói thật đi. Với hôm đấy thì ấn tượng đối với em của em thật là nó cũng không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Em nghĩ là đàn ông thì sẽ thích cái chinh phục hơn. Thì hôm đấy là cảm giác của người chinh phục thôi. Để còn cảm nhận sâu hơn thì phải những lần sau. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là sau chuyến đi đó rồi là tình cảm của các em coi như là nó kháng khít hơn. Rồi hai đứa có dọn về ở chung với nhau không? Dạ có. Sau đó bao lâu thì về ở chung? Chắc khoảng một tháng. Nói lâu chung là em ơi, lâu ghê cơ, thời gian nó dài dằng dặc ấy. Đúng ra là về là phải gom quần áo vậy à, ở chung ngay liền là. Lý do của anh ý là trong một hôm, thực ra em cũng không nghĩ em chịu ở chung ngay, bởi vì là mọi thứ nó cứ tự nhiên thôi. Xong rồi một hôm anh ý, em nhớ là anh đang đèo em đi Hồ Tây đúng không? Xong rồi anh bảo là ôi dồi ôi, đường từ nhà anh đến nhà em đi qua Hồ Tây, xong rồi nó xa ơi là xa ấy, mặt trời thì lạnh, đang mùa đông, hay là về ở chung ấy, cho đỡ phải đưa đón nhở. Giao đãi đó. Em đi thôi, em thấy hợp lý. Về ở chung với nhau thì như thế nào? Về ở chung ạ, em có cái kỷ niệm là đấy là quãng thời gian rất là tuyệt vời. Tại vì anh này, anh ý giúp em rửa bát này, anh ý giúp em, nhà em đưa con chó rất là to, 50 cân. Mà mỗi một lần mà nó đi vệ sinh thì nó khắp nhà, mà anh ý giúp em dọn hết. Xong rồi anh ý giúp em rất nhiều việc, lúc nào cũng làm mọi thứ cùng nhau. Nên em cảm giác nó rất là dễ chịu và thoải mái. Nhưng mà về thì tụi em có bị đục gọi là xung đột với nhau về lý tưởng sống, về quan điểm sống, về cái tính chất công việc, giờ giấc như thế nào không? Chỉ vướng một cái là sau đấy một thời gian thì em phải đi công tác xa. Thời gian đấy vợ em ở nhà một mình thì cũng chắc là cũng buồn. Vì ngày xưa ở chung với bố mẹ thì còn có bố mẹ, chứ còn em đi là đấy đi khoảng 3 tháng. À, lúc đấy là đi công tác lần đầu tiên của anh ý kể từ lúc hai người yêu nhau. Và nó mới đem lại cho em một cái cú sốc là ôi giời ơi, tưởng thế nào, hóa ra mỗi lần đi công tác thì đi luôn 3 tháng. Mà một năm ấy thì đi 3 lần đấy anh chị. Trời ơi. Và đấy là lần đầu tiên. Em rất là sốc. Vâng. Anh ấy cũng hay phải đi tiếp khách nữa. Nên là mỗi một lần mà anh ấy đi tiếp khách thì em đều sốc. Em gọi điện cho anh ấy, tức là anh ấy hẹn là 10 giờ nhưng mà 10 giờ em chưa thấy có mặt. Thế em gọi, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở đường Nguyễn Chí Thanh. Xong rồi em nghi ngờ, em hỏi lại lần nữa, anh đang ở đâu đấy? Anh bảo, anh đang ở Láng Hạ. Xong rồi ngay sau câu đấy luôn. Thế xong rồi em biết ngay rồi, em bảo là thế à? Thế xong rồi anh sẽ, em nói gì mà nhiều thế? Nhưng mà những người mà nói lộn địa chỉ như vậy á, thường là em có nghi ngờ là những người đó là không chân thật không? Lúc đầu thì em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đến thời điểm này là yêu nhau bao lâu rồi nhở? 5 năm à?
6 năm bây giờ bọn em quá hiểu. Em không còn gì để, em không có một chút nghi ngờ nào hết. Nhưng mà anh thắc mắc nè, khi anh cầu hôn em là như thế nào? Không có cầu hôn anh ạ. Không cầu hôn gì sao mà em chấp nhận cưới ổng? Anh ấy bảo là đang ở chung thì anh ấy bảo là em này, anh thấy bọn mình ở với nhau ấy vui nhờ, bây giờ mình cưới nhau thì chả khác gì cả, chỉ có thêm bố thêm mẹ thôi, thế bây giờ mình cưới đi. Thế là lúc đấy em không hề có ý định lấy chồng, vì em hình như mới chỉ có 23 tuổi. Em không có ý định lấy chồng, nhưng mà em nghe em thấy bảo ừ cũng đúng, nhưng mà để xem đã. Xong em chả hiểu sao cuối cùng cưới nhau nữa, em bị lừa. Xong cuối cùng là cái đám cưới đúng không? Vâng, em cũng lên kế hoạch dần dần. Như vậy thì sau lúc mà tụi em bắt đầu dọn về sống chung với nhau rồi á, thì là những cái tật xấu như thế nào là bắt đầu lòi ra, hay là không có tật xấu? Có chứ ạ, con người ai chả có tật xấu. Nhưng mà đến lúc mà cưới xong rồi đúng là nó vẫn khác sống thử đấy ạ. Đây là cái này phải cảnh báo các bạn gái. Lúc mà sống thử thì rõ ràng anh ấy rất là thích rửa bát, anh làm mọi thứ cùng em. Nhưng bắt đầu là cưới nhau rồi, không, anh không rửa bát nữa đâu. Anh mệt lắm, để anh gọi dọn nhà cho em nhé. Anh ấy chỉ còn đi đổ rác và giặt quần áo thôi. Nghĩa là nó bớt dần bớt dần, dần. Ví dụ như là anh ấy rất là bừa, anh ấy thích cởi quần ra xong rồi là để nguyên cái quần ở trên sàn là và hình hai số cái 8 ống đó. Quần vâng nó giống như thế. Rất là kinh. Đó, em đi nhặt. Em đi nhặt xong rồi anh ấy còn hay vứt quần cởi ra, anh ấy dúi ở trong một cái chỗ nào đấy, xong rồi em bảo là đây không phải chỗ để quần, anh ấy bảo là không để đấy thì để đâu, xong rồi em bảo là cất vào trong tủ đi, không anh để đấy để mai anh mặc tiếp. Xong rồi nó cứ dần nhiều lên, 2 quần xong lại 3 quần, 4 quần anh ấy dúi ở trong góc nhà. Bây giờ còn không? Vẫn thế ạ. Thứ nhất là bừa bộn nè, rồi thứ hai là gì? Thứ hai thì vẫn là những câu chuyện khi đi chơi của anh ấy. Lúc mà anh ấy nhậu rồi thì lúc đấy anh ấy khá là bất cần. Ví dụ trong những lúc mà bọn em giận nhau chẳng hạn, thì anh ấy sẽ luôn là người kệ em. Em như thế là không được, kệ em không được như thế này như thế kia. Mặc dù tính em thì rất là nóng, nên là về sau rồi em cứ kiểu phải nhịn dần. Trong cái chuyện mà trả bài này nọ nữa, anh ấy có nhiệt tình không? Bây sau giờ... khi cưới xong hey. Chồng em cũng vẫn đều đặn, nhưng mà em nghĩ là mức độ nhiệt tình thì ở mức độ ví dụ đây là khá, vừa, tốt, rất khá, xuất sắc thì anh sẽ ở mức vừa. Mà em không muốn anh ở mức độ nào? Em nghĩ là ở mức độ cao hơn một mức là vừa. Cao hơn một mức nữa. Anh đang ở trung bình thôi đúng không? Vâng. Anh phải lên cái khá. Dù sao thì đấy là mong muốn của em thôi, nhưng mà bọn em vẫn hòa hợp và chấp nhận, tại vì em hiểu là không phải ai lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái nhất để người ta có thể phục vụ 24/7. Những lúc như vậy thì em sẽ giải tỏa bằng cách nào? Đó. Thì em sẽ có cách giải tỏa riêng của em. Em sẽ tự giải tỏa thôi. Em cảm thấy đấy là nhu cầu của em thì em cũng tự có trách nhiệm với nó, chứ em không gánh để hết trên vai. Bắt anh gánh. Vâng. Rồi. Nhưng mà em thì tập thể gọi là một huấn luyện viên. Vâng. Đúng không? Em có huấn luyện chồng em tập thể thao không? Tí ngọt cũng ngon lành lắm rồi, chắc có tập nhiều không? Đấy nhá, em cảm ơn chị đã khen chồng em. Anh ấy luôn tự tin là bụng anh ấy bé nhất ở công ty. Nhưng mà là em có tập không? Em có. Ngày hồi mới quen nhau thì em chưa tập. Nhưng mà đợt về sau các em hồi đấy hay đưa vợ đi làm, mua thẻ mình vào đây mình tập luôn. Từ đấy mới bắt đầu đi tập. Đúng. Nhưng mà có yêu cầu PT này huấn luyện cho mình không? PT này huấn luyện em được vài lần. Cả huấn luyện bạn em nữa. Nhưng mà ai cũng sợ. Khó lắm mà. Em kinh lắm ạ. Bạn em kêu là nghĩ ra những cái bài tập mà tập xong không ai muốn tập tiếp nữa. Em thấy anh tập được không? Anh nên tập ạ. Khó lắm đúng không? Đó. Bây giờ tới em đó. Nói cho anh biết coi cô ấy có tật xấu gì không? Kể ra cái tính xấu của vợ em thì khá là nhiều. Bởi vì vợ em có một điểm là vô tâm và không để ý những cái xung quanh ấy. Nên là mình bận rộn thì mình cứ làm việc của mình thôi. Còn tất cả những cái xung quanh như kiểu đồ đạc, nhà cửa hay là chồng như nào thì lúc mình bận là mình cứ để sau hết, ưu tiên công việc trước. Ví dụ như có lần mà em cất giặt đồ xong rồi mang vào cất thì em chỉ gấp quần áo của em thôi. Còn quần áo của vợ em không biết cất đâu thì em cứ để đấy. Thế là sau 3 lần thì nó đầy hết cả giường. Thế là em bảo là thôi mình sang phòng con ngủ. Quần áo cứ để đấy, cuối cùng sau 2 tuần lúc đấy phải cãi nhau. Hôm đấy về cãi nhau đúng rồi. Vậy hả? Vâng. Rồi tính tình cô ấy thì sao? Có yểu điệu thục nữ hay là mưa nắng thất thường không? Tính tình thì anh dùng từ mưa nắng thất thường là còn chưa diễn tả được hết đấy. Có một hôm đi mua cái áo mới cho em, bảo là áo này đẹp lắm, anh mặc đẹp lắm.
Thế là em về em mặc một lần rồi em mang đi giặt. Xong lần thứ hai mặc lại bảo sao anh lấy đâu ra cái áo xấu này. Em cũng không biết là quên mình luôn, như thế. Quên luôn là mình mua cho chồng. Không, nói là hay quên đó. Nhưng mà cô ấy có phải là người nóng tính không? Ngày xưa thì khá là nóng tính. Có một lần lần đầu em cãi nhau. Cãi nhau lần lớn nhất ấy. Xong rồi nói với em là thôi bây giờ em không chịu nữa, chia tay đi. Thế là em mới bảo ừ chia tay rồi thôi. Xong rồi em đi chơi. Thế là hôm sau thấy gọi cho em bảo ơ anh không qua đón em à. Em bảo là chia tay rồi đón gì nữa. Em nói đùa mà anh cũng tin à. Không phải em nói đùa mà em nói thế mà anh cũng chia tay em à. Từ đấy mới bảo là anh người lớn rồi, anh không có kiểu chia tay trẻ con thế đâu. Thì là cũng đỡ dần rồi. Rồi còn gì nữa không nè? Còn gì nhỉ? Ví dụ như là những lần phải kể đến để em tự kệ tính xấu của em cho anh à. Là em đập điện thoại chẳng hạn à. Nóng tính đó, nóng tính đập điện thoại đúng không? Nhưng mà đập cả laptop, em đập laptop chưa nhỉ? Mấy cái tính đấy thì em cũng gọi là cũng điều trị được. Một lần đập điện thoại của em xong rồi hôm sau phải đưa em đi mua điện thoại à, là tốn tiền. Thế là bây giờ là không dám đập nữa. Em điện thoại em cũng cũ rồi, mấy lần gây sự mà không thấy mang đi đập. Bây giờ mỗi lần cũng mong đập lắm để mua cái mới. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì cũng luôn phát triển về tư duy, về cách suy nghĩ thì trưởng thành hơn từng ngày. Em mong vợ em là biết lắng nghe hơn. Đúng là chồng em cũng ít khi nói cái này, chưa bao giờ em cũng không biết là em biết là cái điểm yếu của em là lắng nghe nên là nhưng mà em chưa bao giờ biết là chồng em cần điều đấy cả nên là nó chỉ có cái chương trình này nó mới có một cái hạng mục gọi là mong muốn thay đổi một cách cực kỳ nghiêm túc. Cho nên đây là cơ hội đó, giờ tới em đó. Em ôi rồi mong muốn mãnh liệt luôn chứ không nhẹ nhàng như anh đâu. Đấy là em mặc dù em biết là em rất thích cho chồng em được thoải mái nhưng mà đôi khi em rất muốn là chồng em đầu tư hơn vào cái thời gian lãng mạn dành cho em. Tại vì em rất thích điều đấy và đối với em thì nó là một cái ngọn lửa nuôi dưỡng tình yêu của em với anh ấy. Sao em cảm nhận cái mong muốn của vợ sao? Em thấy điều đó là chính xác không? Là em, đúng không? Em thấy chính xác. Em cũng sẽ chuẩn bị một lời hứa. Anh biết là em luôn muốn là có một chuyến đi du lịch chung của hai vợ chồng. Nhưng mà do điều kiện công việc của anh thì chưa thể sắp xếp được. Nhưng mà chắc chắn là một ngày kỷ niệm quan trọng của chúng ta trong năm nay. Còn gì nữa không? còn hành động gì? Anh cũng đứng lên tiếp nhận liền quyền lợi của mình. Dạ vâng, tiếp nhận quyền lợi mà. Nhận nào? Anh chắc chắn là sẽ có món quà đặc biệt cho em trong lúc đấy. Món quà trong lúc đấy. Một lời hứa thôi. Rồi, lời hứa là tuyệt vời lắm rồi nào. Thôi một cái nào. Em cảm ơn anh rồi, chị rất nhiều luôn. Một lần nữa thì anh xin thay mặt chương trình này cảm ơn hai em đã đến đây tham dự ha. Và xin chúc cho hai em luôn luôn giữ ngọn lửa yêu thương, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ như thế này ha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.